Xin chào các chú anh chị, mình cần xa đã quay lại weekend mua bán vỏ kem buổi sáng hôm nay nhau chú anh chị. Bữa nay là ngày 23 tháng 6 năm 2022. Bữa nay thì em xin cập nhật hình ảnh cho anh chị mình chính là hai con bò cái chữa mẫu đẹp vip nhau chú anh chị, mẫu mã Bombay ha. Một con chữa ba b và một con chữa kem. Bây giờ em sẽ quay về con bò cái đầu tiên cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn nha. Con bò cái đầu tiên em kiểm tra thì sáng mặt nè, sáng lên nó đều nghiêm chỉnh hết, mong đích hoàn thiện ha. Bò này thì nó dằn rúng chèn nha chị bốn vú đều mà vú đen ha Mát sữa lắm nha chị Chân trước chân sau thì đều là móng sò Hoàn thiện hết đu dài ha Bò này thì nó là đúng bài mẫu bông mai luôn nha chị Chiều cao thì em lấy thước em đo ngay sẽ lưng á thì nó cao là 1m24 bò Con bò này khá là đẹp nha chỗ gì Mình làm cái nền rất là đẹp luôn nha Con bò này thì tướng mã là mẫu bông mai Dài đòn Xương sóc kỳ lớn á Cầm to Móng sò Không len không giá đỏ mặt nhau chỗ chị con bò này thì hiện tại nó ăn chữa là bò 3B nhau chỗ gì gần 5 tháng nha. Và con bò cái này em bán về cho bà con mình cần xa mình nuôi á. Thì em đều bao chữa nè. Bao khám và bao lòi tứ đẻ cho chị mình ha. Đó. Con bò này thì em làm giấy là đi theo con bò nha. Nên là bà con mình nuôi bò qua kênh các em á. Thì hoàn toàn yên tâm hơn. Đó. Con bò này chiều cao 1m24 bò. Mỗi đẻ hai con. Bầu lại lứa ba là bò 3B gần 5 tháng nha. Đều hoàn thiện hết nhau chỗ gì không tặc lỗi nha. Đó thì ngày hôm nay thì em có lên một cái đôi bò cái chữa mẫu mã bông bay, một con chữa ba bơi, một con chữa kem. Thì bà con mình đừng xa và đang xem cái chương trình này của em và mình nhắm được hai con bò này bữa nay. Thì anh chị cứ nhắc máy gọi trực tiếp ngay cho em để chúng ta là rinh hai con bò này về nhà của mình nhau chốn gì. Rồi bây giờ em sẽ quay máy về con bò cái số 2 luôn để cho bà con mình tham khảo nhau chốn gì. Nó cũng là bò cái chữa mẫu mã bông bay thùng nhau chốn gì. Rồi bây giờ em sẽ sang máy qua đây cho chị mình coi nè. Con bò cái số 2 này em kiểm tra thì sáng mặt nghiêm chỉnh nè, sáng lưng cũng nghiêm chỉnh ha, to con, dài đòn, mông đít bự ngoa đen đuôi lớn ha. Lông da đỏ mặt nhau chỗ gì? Còn dưới đây nó dặn rúng nha, rúng chèn, bốn vô đều ha, bầu sữa xuống nè. Còn chăn móng nó thì khệt khỏi bàn rồi. Bò này thì chăn cẳng này xương cối nha anh chị, móng sò ha, đu dài, yếm đầy đủ luôn. Con bò này thì em kiểm tra thì hai bên mông nó thì bên mông trái mông phải nó thì có hai cái bóp trắng nha anh chị, không được điều màu nha còn len giá thì bò này em kiểm tra trước sau thì len giá không có, nó chỉ có cái bóp thôi nhau chỗ chị Còn về chiều cao thì con bò này khá là cao, đẹp bò. Chiều cao thì em lấy thước em đo ngay sẽ lưng á, thì nó cao là 1 mét 27 bò nhau chỗ chị hoàn toàn nghiêm chỉnh ha. Con bò này thì nó là mẫu mã bơm bay thùng nha chị, thùng dậu rất là to nha, dư dôi nhau chỗ chị Chiều cao 1 mét 27 bò. Con bò này thì cũng mới đẻ hai con và đang bầu lại là lứa thứ ba nhau chỗ chị Hiện tại thì nó đang chữa là bò kem được 7 tháng nha Đó Con bò này thì nó chữa lớn tháng rồi nhau chúng gì Là chữa bò kem của mình nha Con bò này em bán về cho chị mình ca Cần xa mà nuôi thì cũng bao tứ đẻ luôn Tức là em bao chỗ nè Bao khám và bao lòi chỗ đẻ đàng hoàng cho chị luôn ha Luôn có giấy tờ cam kết đi theo con bò nhau chúng chị thì nói chung á thì cô chú chị mình mua bò của kênh của em nhiều rồi là luôn có giấy tờ cam kết đi theo con bò nên là bà con mình mua bò qua kênh của em á là mình yên tâm hơn rất là nhiều nhau chú chị đó bò này thì nói chung là em kiểm tra rồi nó nghiêm chỉnh hết nha thì hai con bò này nó đều là bò mẫu hết nhau chú chị quýt bò làm cái nền sinh sản này cực kỳ tốt luôn nha đó thì ở nhà mà cô chú chị mình đang cần một cái đôi bò cái chữa thế này thì cứ nhắc máy gọi trực tiếp ngay cho em cái đôi bò này thì em đã thương lượng với chủ nhà rồi Anh báo giá của em là 56 triệu 500 ngàn cho một cặp bò này nha cô chú anh chị 56 triệu 500 ngàn nha Giá này thì anh chủ nhà có nói có bớt tiền xe nữa nha quý chú anh chị Thì bà con mình gần xa và có nhu cầu mua cái đôi bò cái chỗ này Thì cứ liên hệ với Phúc nha anh chị Và thôi đeo này em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái chương trình của em tại đây nha anh chị Em chào cô chú anh chị nha